Chữa mất ngủ kinh niên hiệu quả chỉ bằng một quả chuối xanh. Mất ngủ thường xuyên là một trong những yếu tố gây ra một số bệnh như trầm cảm, căng thẳng, lo âu. Mất ngủ không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và công việc. Hiện nay rất nhiều biện pháp điều trị mất ngủ, tuy nhiên bạn có thể khắc phục tình trạng mất ngủ này ngay tại nhà mình. Phương pháp mà chúng tôi muốn giới thiệu đến chính là chữa mất ngủ bằng chuối xanh. Chuối xanh là một thực phẩm không còn xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Tuy nhiên chắc hẳn chúng ta chưa biết đến công dụng chữa mất ngủ của chuối xanh. Chữa mất ngủ bằng chuối xanh vừa đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Chuối xanh giàu chất xơ và tinh bột, carbon hydrate, kali, vitamin B6, C gồm nhiều hợp chất khác, có tác dụng chữa bệnh tim mạch, hệ tiêu hóa, đặc biệt là chuối xanh hỗ trợ chữa trị mất ngủ rất hiệu quả. Chúng ta có thể sử dụng bài thuốc chữa mất ngủ bằng chuối xanh như sau. Lấy chuối xanh gọt bỏ đầu đuôi, sau đó cho vào nồi nấu với nước trong vòng 10 phút. Tiếp theo, đổ nước luộc chuối vừa nấu ra cốc, thêm vào đó một muỗng cà phê bột quế, khuấy đều cho bột quế tan hết. Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, hãy uống chúng. Chúng ta nên uống khi nước còn ấm, có tác dụng được phát huy tối đa nhất hệ thần kinh và toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Còn quả chuối sau khi luộc chín, chúng ta cũng thêm một ít bột quế lên quả chuối và ăn bình thường như chuối luộc. Đây là món ăn cung cấp thêm năng lượng cũng như chất dinh dưỡng cho cơ thể. Không nhất thiết phải ăn chuối luộc nếu bạn không thích ăn chuối luộc. Chỉ với một cốc trà chuối quế 250ml cũng đã giúp bạn ngủ ngon, ngủ say khi vừa nằm xuống. Ngoài tác dụng điều trị mất ngủ thì chuối xanh còn có thể dùng để chữa trị rất nhiều các bệnh khác như hắc lao, các vấn đề về tim mạch hay bệnh dạ dày. Lý giải vì sao chuối xanh kết hợp với bột quế là bài thuốc chữa bệnh mất ngủ hiệu quả nhất. Đây là biện pháp chữa bệnh mất ngủ được xem là đơn giản và dễ dàng, lại có tính hiệu quả cao và an toàn. Đặc biệt với phương pháp này, người bệnh không mất nhiều chi phí để có bài thuốc quý. Sở dĩ bài thuốc trà chuối quế có tác dụng to lớn đến vậy là vì vỏ chuối có chứa rất nhiều chất kali và magie, hai chất này kết hợp tạo thành công thức giúp thư giãn cơ, não bộ và hệ thần kinh của bạn. Đặc biệt, quế vốn dĩ là một vị thuốc dùng trị bệnh mất ngủ rất hiệu quả. Ngoài ra, quế còn có tác dụng tăng cường lượng máu lên não, kích thích sự tuần hoàn của hoạt động linh hoạt. Vì thế, đây chính là lý do vì sao sự kết hợp giữa chuối xanh và quế là bài thuốc chữa bệnh mất ngủ hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào. Vì bài thuốc chữa bệnh mất ngủ bằng chuối xanh sử dụng cả vỏ chuối vì công dụng to lớn của vỏ chuối, nên chúng ta nên chọn chuối phải đảm bảo sạch, an toàn, không sử dụng chất bảo quản thực vật. Lưu ý, bạn có thể gặp phải phản ứng đi tiểu nhiều lần sau 20 phút khi uống nước chuối. Tuy nhiên, đây là phản ứng bình thường do tác dụng tiêu hóa của chuối. Giấc ngủ được đánh giá là vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như cơm ăn, nước uống và không khí để thở. Ngoài ra, giấc ngủ giúp cơ quan não bộ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, sự sáng tạo và sức khỏe cho thời gian làm việc tiếp theo. Các nhà khoa học cho biết, sự phát triển của tâm sinh lý mỗi người sẽ có chu kỳ thức ngủ thay đổi theo tuổi tác và giới tính. Người trưởng thành từ 26 đến 60 tuổi cần 7 đến 9 giờ để ngủ, thanh thiếu niên từ 14 đến 25 tuổi 8 đến 10 giờ để ngủ, người già trên 60 tuổi cần 6 đến 7 giờ để ngủ, nữ ngủ nhiều hơn nam 1 đến 2 giờ. 16 bài thuốc trị bệnh mất ngủ từ thiên nhiên hiệu quả vô cùng. Một số thực phẩm có thể dùng làm thuốc chữa mất ngủ mà không độc, chẳng hạn như hạt sen, long nhãn, đậu xanh, đậu đen, táo thầu. Nhóm nguyên nhân mất ngủ. Nhóm nguyên nhân mất ngủ do hoạt động dùng chất kích thích, thuốc lá, cà phê, ăn nhiều nặng bụng, rối loạn lịch giấc, ngủ căng thẳng, lo âu, phân bổ giờ giấc ngủ không hợp lý, ngủ ngày quá nhiều. Nhóm mất ngủ do nguyên nhân thực thể gồm dùng thuốc, thuốc chứa caffeine, corticoide và thuốc lợi tiểu, có bệnh đau đầu, viêm xoang hay tăng huyết áp, đau do viêm loét dạ dày, tá tràng hay zona, loạn tâm thần, trầm cảm. Về nguyên tắc điều trị, cần loại bỏ những nguyên nhân chủ quan gây mất ngủ. Cố gắng tìm hiểu, người bệnh sẽ biết một phần nguyên nhân, ví dụ uống cà phê quá nhiều vào buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc ăn quá nhiều chất cay nóng, ăn quá no vào buổi tối. Đi du lịch đến nơi có sự thay đổi múi giờ quá lớn, căng thẳng trong công việc. Người bệnh có thể sẽ tự điều chỉnh giấc ngủ mà không cần nhờ đến thuốc. Nên tạo tâm trạng thoải mái, thư thái để dễ đi vào giấc ngủ. Giường ngủ cần đặt nơi thoáng mát, chăn màn sạch sẽ, dùng thuốc ngủ kết hợp với thuốc điều trị nguyên nhân gây bệnh. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian để điều trị chứng mất ngủ rất hiệu quả. 1. Lá vông nấu canh, tâm sen 8g, cách dùng, đun uống. 2. Phục thần 8g, táo nhân sao 12g, đan sâm 12g, đương quy 12g, cách dùng, sắc uống. 3. Liên tâm 8g, sinh thảo quyết minh 20g, hòe hoa 12g, cách dùng, sắc uống. 4. Dùng 50g hạt táo chua giã nhỏ, đun sôi kỹ với 300ml nước trong 15 phút. Dùng nước này uống hàng ngày trước khi đi ngủ giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Tinh dầu có trong hạt táo có tác dụng dưỡng não, an thần.
5. Lấy 100g cùi tươi với 200ml nước nấu thành canh để nguội, dùng hàng ngày trước khi đi ngủ 30 phút. Canh từ cùi nhãn tươi giúp cho việc lưu thông máu lên não trở nên dễ dàng, tránh suy nhược thần kinh, giúp căng thẳng và đau đầu. 6. Hấp chín 200g hoa bách hợp, cho thêm một lòng đỏ trứng gà và 50g đường phèn rồi trộn đều. Sau đó tiếp tục hấp cách thủy trong vòng 10 phút, nên dùng nóng trước khi đi ngủ 1 tiếng. Hoa bách hợp có tính hàn, giúp ngủ ngon và điều hòa hoạt động của hệ thần kinh. Dùng thường xuyên có thể tránh được các bệnh như đau đầu, suy nhược, thần kinh, giảm trí nhớ. 7. Dùng 200g táo đỏ tươi và 500ml nước, sắc lấy nước, có thể dùng nước này thay nước uống hàng ngày, giúp bổ thận, mát gan, tinh thần thoải mái. 8. Lấy 10g quế khô trộn với 100g hạt sen tươi và 300ml nước, nấu kỹ thành canh, có thể cho thêm một chút đường phèn. Quế và hạt sen có tác dụng an thần, ngủ ngon, dưỡng sắc, người già, phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh nên thường xuyên dùng loại canh này. 9. Dùng 50g đậu xanh và 10g đường phèn nấu kỹ với 200ml nước, dùng khi còn nóng, khi có thể cho thêm chút sữa. Món canh này thích hợp với mọi người, nhất là những người mất ngủ lâu ngày hoặc thường xuyên phải làm việc căng thẳng. 10. Cây mắc cỡ hay còn gọi là cây trinh nữ, tên khoa học là Mimosa purica, họ của Mimosa cây. Cây mọc hoang khắp nơi, theo tài liệu cổ, mắc cỡ có vị ngọt, tính hơi hàn, ít độc, tác dụng an thần, làm dịu thần kinh, giảm đau, lông đờm, chống ho, hạ nhiệt, tiêu viêm, lợi tiểu. Toàn cây có chứa alkaloid và mesolin và carotin phimolosid. Trong lá và rễ cây đều chứa selen nên chữa đau nhức xương rất hiệu quả. Dân gian thường dùng nước sắc của cây mắc cỡ phối hợp với một số vị khác chữa suy nhược thần kinh, mất ngủ. Mỗi ngày dùng 20g sắc lấy nước khoảng 100ml, uống mỗi tối trước khi đi ngủ. 11. Lạc tiên hay còn gọi là cây nhãn lồng, chùm bao, tên khoa học là Parodisa florida. Dân gian tin rằng dùng đọt lá luộc chín làm rau trị mất ngủ rất hiệu quả. Trong lạc tiên có chứa cyanodidrin, glycodystin, sulfate ester, tetaphyllin A, B, dedaclin, volkenin, pastorin. Nhiều nước châu Âu đã ly chích chất pastorin từ lạc tiên để bào chế thành một loại thuốc an thần nhẹ giúp những người lớn tuổi dễ ngủ. 12. Hoa nhài. Hoa nhài là cây thân gỗ thường mọc thành bụi, lá bóng cả hai mặt, phiến lá hình bầu dục hơi trái xoan, mọc đối, hoa trắng mọc thành cụm ở nách lá hay ngọn cây. Nếu bạn bị mất ngủ kéo dài, hãy lấy rễ cây hoa nhài 100-200g ngâm trong 1 lít rượu tráng 35-40 độ, mỗi ngày uống 10-20ml trước khi đi ngủ. Nếu không uống được rượu, có thể dùng rễ nhài hãm uống thay trà. Hoặc hoa nhài 10g, tâm sen 10g, hạt muồng là quýt minh tử 12g, sao đen, sắc uống 1 ngày thang, chia 3 lần, uống 3-5 ngày liên tục. 13. Mất ngủ do làm việc quá sức hoặc suy nghĩ lâu căng thẳng, kèm theo là biểu hiện hay hốt hoảng, thấp thỏm lo âu, tim hồi hộp hay quên, chân tay mỏi rũ, ăn uống kém, sắc da không tươi nhuận, cả đêm không ngủ được hoặc lúc ngủ lúc thức hay nằm mơ dễ tỉnh giấc. Lấy củ mài, sao vàng, hạt sen để cả tim sao mỗi thứ 20g, lá dâu, long nhãn, áo nhân sao, lá vông, ba tử mỗi cây 10g, sắc uống mỗi ngày. 4. Mất ngủ kèm theo triệu chứng buồn bực, ù tai, đau lưng, uể oải, muốn làm việc, nóng nảy, bứt rứt, có cảm giác bốc hỏa lên đầu, đau đầu, choáng váng, tâm phiền, miệng rát, đêm ra mồ hôi trộm. Dùng bài thuốc sau: đậu đen, hạt sen để cả tim sao, lá vông, lá dâu tằm mỗi thứ 20g, lạc tiên, thảo quyết minh, mè đen mỗi thứ 10g, vỏ núc nát 6g, sắc uống. 15. Ngủ không yên, người nhút nhát hay cáu gắt, hư phiền, ngủ không yên hay chiêm bao vớ vẩn, hạt sen, táo nhân sao đen mỗi thứ 40g, sắc uống. 16. Mất ngủ kèm theo đầy tức ở của vị quản, ợ hơi khó chịu hoặc ăn ít, đại tiện không thông, đau bụng, chân tay bùn rùn, chân bì, la bạc tử. Chỉ thực mỗi thứ 10g, hương phụ 12g, mộc hương 15g, sắc uống. Ngoài ra dân gian cũng có nhiều vị thuốc chữa mất ngủ từ cây cỏ, chẳng hạn như lạc tiên, chùm bao, nhãn lồng. Có thể dùng riêng, luộc hoặc hấp ăn như rau, hoặc phối hợp với lá dâu tằm, lá vông, tim sen nấu nước uống. Để có giấc ngủ tốt, các bạn nên tránh uống cà phê ít nhất 8 tiếng trước khi đi ngủ. Tránh uống rượu với mục đích giúp ngủ, tuy rượu là thuốc mê nhưng rượu thường làm thức giấc vào nửa sau của giấc ngủ. Uống nhiều nước và quá xế chiều sẽ làm giấc ngủ bị đánh thức vì nhu cầu cần đi tiểu. Ăn nhiều hoặc để bụng đói quá sẽ làm khó ngủ. Không nên hút thuốc lá, nicotine ở thuốc lá làm kích thích khó ngủ. Thể dục vận động cho dễ ngủ, nhất là thể dục vào xế chiều. Làm nóng thân thể, ngâm sauna, bồn nước vào lúc xế chiều sẽ giúp ngủ say.
Phòng ngủ mát mẻ giúp ngủ ngon vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống vào ban đêm, phòng nóng nức sẽ làm thức giấc. Ánh sáng giảm giấc ngủ, tránh quá sáng vào lúc xế chiều. Khi tỉnh giấc đừng bật đèn quá sáng lúc ban đêm, nên dùng màn cửa và mặt nạ che mắt. Giường ngủ cần thoải mái, kích thước đủ lớn, quy định một thời gian cố định để giấc ngủ và đừng nên thay đổi. Giữ thời gian đi ngủ một cách cố định, tuy nhiên chỉ đi ngủ khi mệt nhọc. Đừng xem đồng hồ vào ban đêm và đừng đánh giặc với giấc ngủ. Khi bị khó ngủ thường xuyên, không nên ngủ ngày. Trước khi đi ngủ nên tạo một khoảng thời gian thanh thản. Lưu ý, tất cả các y sĩ đều muốn chữa bệnh từ gốc chính gây ra mất ngủ. Thuốc ngủ chỉ được phần ngọn nhất thời để giúp cho lúc ban đầu. Các y sĩ không muốn dùng thuốc lâu, thuốc ngủ chỉ được dùng khi rất cần thiết và chỉ dùng trong một thời gian ngắn. Vì thế các bạn không nên lạm dụng thuốc ngủ.